Vâng, bệnh viện chúng tôi thì luôn luôn đặt vấn đề là phục vụ bệnh nhân lên trên. Vậy cho nên là với các xét nghiệm làm tại các bệnh viện khác, tất nhiên là những bệnh viện mà được nhà nước cho phép hoạt động thì và những cơ sở y tế được nhà nước công nhận thì chúng tôi chấp nhận những cái xét nghiệm tại các bệnh viện khác. Nếu mà các xét nghiệm đó đang còn trong thời thời hạn có giá trị, còn nếu xét nghiệm mà quá thời gian giá trị thì bắt buộc chúng tôi phải làm lại. Còn chị muốn khám thì chị mời đến bệnh viện khám thì chị mời chị đặt hẹn đến tổng đài thì sẽ có các bạn sẽ bố trí cho chị lịch khám.